Xin chào quý vị, tôi là thầy thuốc Nguyễn Thanh Tuấn, đại diện của Thanh Tuấn Medical. Ngày hôm nay thì tôi rất là vui, tôi đang có mặt tại Dinh Thống Nhất. Hôm nay là một cái buổi ra mắt cái sản phẩm xịt mũi kháng virus Viraleze. Đây là sản phẩm của công ty sinh học dược phẩm Starpharma của Úc. Và với sản phẩm ưu việt như này thì hiện tại là đã có mặt trên 45 quốc gia. Và ngày hôm nay đã có mặt tại Hồ Chí Minh. Trước đó thì ngày 4 tháng 12 thì đã ra mắt tại Hà Nội. Và thưa quý vị, với cái sự phát triển của cái biến chủng và cái sự nguy hiểm của các cái biến chủng đang hoành hành thì cái việc ra mắt cái sản phẩm xịt kháng virus Viraleze là một cái giải pháp mới để có thể là bảo vệ cho chúng ta giống như một cái loại vaccine thứ hai đó, bởi vì với cái sự phát triển của khoa học và công ty dược phẩm Starpharma thì đã nghiên cứu ra một cái hoạt chất là một hoạt chất giống kháng được cái virus, và khi mà xịt vào thì sẽ bất hoạt trong vòng 30 giây và bảo vệ chúng ta từ 4 đến 6 tiếng. Và một ngày chúng ta có thể xịt tối đa là 4 lần. Và sản phẩm này rất là phù hợp cho những đối tượng là thứ nhất là chúng ta là phòng cái bệnh, cái thứ hai là chúng ta trong quá trình điều trị, và ba là cho đội ngũ tuyến đầu. Đó, và với cái việc ra mắt ngày hôm nay thì cũng là một cái niềm vui lớn cho khu vực miền Nam và cho tất cả những khách hàng tại Việt Nam có thể là tiếp cận được cái sản phẩm này với cái giá bán lẻ của thị trường Việt Nam là 495.000. Và hiện tại chúng tôi đang mong muốn tìm các cái đại lý, các cái nhà thuốc hoặc các cái đối tác có thể là cùng chúng tôi phân phối cái sản phẩm này tới tay người tiêu dùng được nhiều hơn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Quý vị cần thì có thể là liên lạc cho chúng tôi là Thanh Tuấn Medical để chúng tôi có thể là đáp ứng và tư vấn cho quý vị về sản phẩm. Xin chân thành cảm ơn quý vị.